Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 9 tháng 1 do báo Sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua luật khám chữa bệnh sửa đổi. Cảnh báo tình trạng đắp thuốc đông y chữa bỏng cho trẻ. Trứng bụng đầy hơi cũng có thể là dấu hiệu ban đầu cảnh báo ung thư buồng trứng. 6 loại ung thư nam giới mắc nhiều hơn nữ. Ung thư gan sống được bao lâu? Thử nghiệm thuốc điều trị ung thư mới tại Anh những dấu hiệu đàn ông không được bỏ qua sau cuộc nhậu Mở đầu bản tin ngày hôm nay mời quý vị cùng cập nhật tình hình về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi Tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, với đại đa số đại biểu quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, quốc hội đã thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào 14 giờ hôm nay, ngày 9 tháng 1. 14 giờ chiều ngày 9 tháng 1 năm 2023, quốc hội tiến hành bước vào phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai. Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã tiến hành quy trình thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Trước khi tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết điều 25 về Hội đồng Y khoa quốc gia. Kết quả biểu quyết cho thấy có 382 trên 481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua điều 25. Các đại biểu Quốc hội cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua điều 104 về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh Kết quả cho thấy, có 418 trên 482 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Điều 104. Tiếp theo, các đại biểu quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 381 trên 471 đại biểu quốc hội có mặt tán thành thông qua Điều 110. Sau khi các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua 3 nội dung trên, quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi với đa số đại biểu quốc hội có mặt tán thành. Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Luật khám bệnh chữa bệnh 2023 vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ là cơ sở để ngành y tế thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thưa quý vị, một trong những sai sót thường gặp khi điều trị bỏng cho trẻ là không đưa trẻ đến điều trị tại cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tự điều trị tại nhà hoặc đắp thuốc đông y dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí vết thương chuyển hoại tử thứ phát, lúc đó mới chuyển đến cơ sở y tế điều trị. Trường hợp sau đây là một lưu ý đến quý vị. Theo thông tin từ bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh nhi 11 tuổi, trú tại Nghệ An được đưa vào viện trong tình trạng mệt nhiều, da xanh, niêm mạc nhợt, hạn chế vận động vùng cằm, cổ và chi thể. Trước đó, bệnh nhi lấy nước lã đổ lẫn với xăng, sau đó bật lửa châm giấy đốt thì bị bùng cháy vào quần áo gây bỏng. Sau đó, bệnh nhi được gia đình đưa đi đắp thuốc đông y tại một cơ sở tư nhân. Sau 4 tháng điều trị tại đây, gia đình thấy bệnh nhi mệt yếu, da niêm màng nhợt, vết thương chảy nước, tiết dịch mùi hôi mới chuyển đến bệnh viện để điều trị. Sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được phẫu thuật 5 lần, cắt bỏ mô hạt xấu, ghép mảnh da mới. Sau điều trị, da ghép bám tốt, bệnh nhi khỏi bệnh sau 38 ngày điều trị và được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Theo các bác sĩ, một trong những sai sót thường gặp khi điều trị bỏng cho trẻ là không đưa trẻ đến điều trị tại cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Tự điều trị tại nhà hoặc sử dụng không đúng các thuốc điều trị tại vết bỏng, điều này có thể để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. À, mà nó bị nhiễm trùng nó sẽ chuyển. Ừ, thứ nhất là nhiễm trùng mà nếu mà nặng có thể nhiễm khuẩn huyết. Thứ hai nữa là cái vết bỏng nông nó thành bỏng sâu. Đấy, sau đó thành cái sẹo xấu. Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi người dân khi bị bỏng cần thực hiện đúng các phương pháp sơ cứu, cấp cứu tại chỗ và nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế có đủ phương tiện hồi sức cấp cứu để chống sốc và chống nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lưu ý, đối với trẻ em, vết bỏng diện tích hẹp cũng có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, cần đưa bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, sau đó nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương để điều trị và can thiệp chuyên sâu khác, không tự điều trị hoặc điều trị tại các cơ sở y tế không được cấp phép. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Ung thư buồng trứng là một trong số các bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm bệnh lại chưa được quan tâm đúng mức. Mới đây, một nữ bệnh nhân 39 tuổi được phát hiện bị u túi noãn hoàng buồng trứng thể hiếm gặp. Điều đáng nói là trước khi phát hiện bị căn bệnh này, nữ bệnh nhân chỉ có cảm giác đầy hơi khó chịu, vì chủ quan nghĩ đó là vấn đề về tiêu hóa nên bệnh nhân đã đến khám tại phòng khám tư nhân và bác sĩ kê thuốc tiêu hóa về dùng. Theo thông tin từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ 39 tuổi quê ở Hà Nội bị u túi noãn hoàng buồng trứng thể hiếm gặp. Điều đáng nói là trước khi phát hiện bị căn bệnh này, nữ bệnh nhân chỉ có cảm giác đầy hơi khó chịu, chủ quan nghĩ đó là vấn đề về tiêu hóa nên bệnh nhân chỉ đến khám tại phòng khám tư nhân và bác sĩ kê thuốc tiêu hóa về dùng. Dùng một thời gian tình trạng bệnh không đỡ, bệnh nhân đến bệnh viện tuyến huyện để kiểm tra. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có u buồng trứng và khuyên bệnh nhân lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả chẩn đoán bệnh nhân có u ác buồng trứng. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt u và sau đó đưa đi sinh thiết. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ do tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Toàn, khoa ung bướu, phụ khoa cùng ekip thực hiện. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Toàn, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, đây là một ca phẫu thuật phức tạp, đầy căng thẳng do ổ bụng bệnh nhân có hơn 31 dịch hồng loãng, khối u buồng trứng to, kích thước 7 x 9 x 10 cm, phúc mạc tiểu khung và trực tràng có rất nhiều nhân di căn. Khối u đã xâm nhập vào các tạng xung quanh và trực tràng. Sau khi loại bỏ khối u thành công, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hóa chất. Sau 4 chu kỳ điều trị, tình trạng của người bệnh đã cải thiện rất nhiều theo các bác sĩ hiện tại chưa có xét nghiệm sàng lọc với phụ nữ không có nguy cơ mắc bệnh cao tuy nhiên nếu khám phụ khoa định kỳ là điều cần thiết có thể bệnh được phát hiện sớm để phòng ngừa và giảm các nguy cơ ung thư các bác sĩ khuyến cáo chị em nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh hoạt động thể dục thể thao thường xuyên tránh xa thuốc lá rượu bia bảo vệ da khỏi tiêu uv quan tâm tìm hiểu về yếu tố tiền sử gia đình Thưa quý vị, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư gan, phổi, thận, miệng xảy ra ở đàn ông nhiều hơn phụ nữ và hút thuốc, uống rượu là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm này. Dưới đây là 6 loại ung thư mà nam giới thường mắc nhiều hơn nữ giới. 1. Ung thư thận. Ung thư thận gặp nhiều ở nam hơn nữ, nam giới tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư tại nơi làm việc và hút thuốc nhiều hơn so với phụ nữ. Hút thuốc làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư ở nhiều cơ quan. Do đó, nam giới nên thăm khám sớm nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư thận. 2. Ung thư gan. Ung thư gan phổ biến ở nam giới gấp 3 lần so với nữ giới. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, có rất nhiều yếu tố khác nhau làm tăng nguy cơ ung thư gan ở phái mạnh, từ uống rượu nhiều đến viêm gan, béo phì. Một số triệu chứng phổ biến nhất của bệnh bao gồm buồn nôn, cảm thấy no mà không ăn được nhiều, sụt cân, chán ăn, đau hoặc sưng ở bụng và vàng da, mắt Thứ ba, ung thư phổi. Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Tỷ lệ mắc căn bệnh này ở đàn ông cao hơn phụ nữ, song khoảng cách này đang có xu hướng thu hẹp. Hầu hết những người bị ung thư phổi là những người hút thuốc. Tuy nhiên, số ca mắc mới loại ung thư này ở những người không hút thuốc ngày càng nhiều hơn. Ung thư miệng cũng theo hiệp hội này ung thư khoang miệng và hầu họng phổ biến ở nam giới gấp đôi so với nữ giới cánh mày râu thường sử dụng rượu và thuốc lá hơn đây là hai trong số những yếu tố rủi ro nhất làm phát triển bệnh ung thư này một vết loét miệng không lành là triệu chứng phổ biến nhất ung thư bảng quang ung thư bảng quang xảy ra ở nam giới nhiều gấp 4 lần so với nữ giới theo hiệp hội ung thư mỹ các nhà nghiên cứu vẫn đang xem xét để tìm ra lý do tại sao có sự khác biệt này song trong số các tác nhân họ đều cho rằng hút thuốc là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với căn bệnh này. 6. Ung thư tế bào hắc tố Theo Viện Gia Liễu, trước 50 tuổi, ung thư tế bào hắc tố, loại ung thư da nguy hiểm nhất ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ hơn nam giới. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, tỷ lệ mắc các bệnh có thể thay đổi. Ở tuổi 65, nam giới có nguy cơ mắc ung thư hắc tố cao gấp đôi và ở tuổi 80, khả năng bị bệnh này cao gấp 3 lần. Những thông tin vừa rồi mang đến một lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc phòng ngừa đối với sức khỏe của cộng đồng nói chung và của nam giới nói riêng. Vì các yếu tố nguy cơ này liên quan đến những hành vi có thể thay đổi hoặc phòng tránh được, việc thay đổi thói quen xấu sẽ giúp cải thiện sức khỏe để mỗi người có một cuộc sống chất lượng hơn. Tiếp tục với thông tin liên quan đến ung thư, ung thư gan hiện nay vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người vì tiên lượng khó hơn các bệnh ung thư khác và đặc biệt đây là căn bệnh đang gia tăng ở Việt Nam. Đây là bệnh có tiên lượng xấu khi phát hiện ở giai đoạn muộn, thể trạng kém, kèm thêm các bệnh lý về gan. Vì vậy nhiều người lo lắng không biết ung thư gan sống được bao lâu, mời quý vị cùng tìm hiểu lời giải đáp ngay sau đây. Ung thư gan là tình trạng các khối u ác tính phát sinh trong gan, dẫn đến việc sẽ phá hủy các tế bào gan và cản trở khả năng hoạt động bình thường của cơ quan quan trọng này. Ung thư gan đã và đang để lại nhiều gánh nặng cho rất nhiều người bệnh và toàn xã hội. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trong các căn bệnh ung thư hiện nay. Theo số liệu của Global năm 2020, có đến 25.272 người tử vong do ung thư gan. Chính vì vậy, bệnh được xem là nỗi ám ảnh khiến nhiều người quan tâm và thắc mắc ung thư gan sống được bao lâu. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ, bác sĩ Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng khoa điều trị A Bệnh viện Ca về vấn đề này. Về tiên lượng sống thêm ung thư gan thì nó sẽ tùy vào giai đoạn. Nếu trường hợp mà giai đoạn sớm mà được điều trị một cách triệt để bằng phẫu thuật thì có thể cái thời gian sống thêm 5 năm có thể lên tới là 30 50 phần trăm nhưng mà nếu mà giai đoạn mà trung gian thì cái thời gian sống thêm nó chỉ khoảng 5 năm khoảng 2 phần trăm và uh, nếu mà giai đoạn muộn giai đoạn cuối thì cái thời gian sống thêm thì nó tăng năm nó chỉ dưới 5 phần trăm một tin vui cho những người bệnh ung thư khi mới đây hãng dược phẩm BioNTech của Đức cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm một loại thuốc điều trị ung thư theo công nghệ mRNA tại Vương quốc Anh. Các nhà khoa học cho rằng các vaccine theo công nghệ này có thể làm thay đổi cuộc chiến chống lại nhiều căn bệnh. Công nghệ này cũng giúp giảm thời gian bào chế so với các phương pháp bào chế vaccine truyền thống. Hãng dược phẩm BioNTech của Đức mới đây cho biết sẽ tiến hành các thử nghiệm một loại thuốc điều trị ung thư theo công nghệ mRNA tại Vương quốc Anh. 10.000 người tình nguyện sẽ được sử dụng thuốc này để kiểm soát khối u của mình từ nay đến hết năm 2030 thuốc điều trị ung thư theo công nghệ mRNA hoạt động bằng cách đưa các protein bám trên bề mặt của tế bào ung thư và cơ thể để dạy hệ miễn dịch của con người cách tìm kiếm và tiêu diệt các tế bào ung thư. Phương pháp mới này mở ra hy vọng mới trong điều trị căn bệnh quái ác này. Giám đốc điều hành của BioNTech cho biết, Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp trị liệu miễn dịch và vaccine sử dụng các công nghệ mà chúng tôi đã nghiên cứu trong 20 năm qua bằng chứng là Anh đã thành công trong việc nhanh chóng tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi phương pháp mRNA được áp dụng trong bào chế vaccine ngừa COVID-19 của BioNTech phối hợp với Pfizer và lần đầu tiên được cấp phép ở các nước phương Tây vào cuối năm 2020. Các nhà khoa học cho rằng các vaccine theo công nghệ mRNA có thể làm thay đổi cuộc chiến chống lại nhiều căn bệnh. Công nghệ này cũng giúp giảm thời gian bào chế so với các phương pháp bào chế vaccine truyền thống. Hiện, BioNTech cũng đang nghiên cứu vaccine theo công nghệ mRNA, ngừa bệnh sốt rét, cúm và bệnh zona. Công ty đã phát triển các phương pháp điều trị ung thư dựa trên mRNA từ năm 2008 và đến nay đã thử nghiệm trên hàng trăm người. Thưa quý vị, những ngày lễ Tết luôn đi kèm với nguy cơ ngộ độc say xỉn do uống rượu bia. Trong hầu hết các trường hợp, rượu bia chỉ có hại cho sức khỏe, không có loại rượu bia nào là an toàn. Vì vậy, những dấu hiệu được tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cảnh báo sau đây nên được lưu ý, đặc biệt là cánh mày dâu sau mỗi cuộc nhậu. Sau khi uống nhiều đồ có cồn, một số người thường buồn ngủ, trường hợp khác lại chậm chạp, lờ đờ, không tỉnh táo, thậm chí vật vã nôn nhiều. Vì vậy, nhận biết các dấu hiệu bất thường để đưa người say đi viện rất quan trọng. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thiện, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, say rượu là một dạng ngộ mộ độc tùy từng người, số lượng loại rượu tiêu thụ mà biểu hiện say ở mức độ khác nhau. Cụ thể, ở mức độ nhẹ, người say thường không kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững. Nếu bị ngộ độc nặng, người bệnh nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, rối loạn nhịp thở, suy hô hấp, hạ huyết áp, hạ thân nhiệt, nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Ngộ độc rượu xảy ra khi người bệnh uống rượu quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với rượu xịn, rượu ngoại nếu người bệnh có một trong các dấu hiệu nặng, nguy hiểm như bất tỉnh, gọi hỏi không biết, co giật, tê yếu một bên chân tay hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo, da môi, móng tay tím tái hoặc nhợt nhạt, nôn nhiều, đau bụng, bụng trướng, thở khò khè, ứ đọng đờm ở miệng họng, ho yếu, thở yếu, nhịp thở không đều. Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người nhà cần gọi vận chuyển cấp cứu, nhân viên y tế gần nhất, người hỗ trợ và đưa tới cơ sở y tế. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại